Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi bây giờ con, hôm nay con cũng không có. Con chào cả nhà, chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi thì hiện tại con đang có mặt ở chỗ Quỷ Cẩu. Thì trước tiên con xin chia sẻ với cả nhà mình. Thì hôm nay con trở lại. Thì con thì hôm trước con có nói, con có phát tâm xây dựng một cái nơi để thờ Phật, để cho tất thảy những hương linh, phong hồn và tìm đến để chiêm bái Phật và để cho họ hướng thiện, để sớm được siêu thoát về với cõi tịnh độ hoặc là về với cõi khác, không phải là ở cái nơi đó nữa. Mà tại thì như ông có nói với con, tại do những hương linh nó theo con vì lý do họ tin tưởng ở con và con là người giúp đỡ cho họ, thành ra rồi họ muốn, có nghĩa là cái sự tin tưởng họ đặt ở con, thành ra họ theo con chứ không phải là họ theo phá. Và con, ông cũng nói là, nói chung là con cũng đã chia sẻ cả nhà rồi đó, con cũng thật sự mà nói, con cũng mong muốn là mình có thể làm sớm hoàn thành. Thì con cũng đã kêu gọi cả nhà cùng chung tay với con để cố gắng làm được những cái điều mà chúng ta phát tâm và mong muốn hướng đến. Thì cả nhà ơi, hôm nay con trở lại cái nơi Quỷ Cẩu. Thì hôm trước cả nhà có thấy á, là nơi đây thì hiện tại lại xuất hiện thêm một vung quỷ mới, quỷ mắt đỏ. Nhưng mà con không biết là họ xuất hiện ra ở nơi này là họ mong cầu điều gì. Thật sự mà nói thì con không biết là họ mong cái điều gì ở con, hoặc là họ đến vì cái thân xác của con, vì cái những cái gì mà họ thèm thuồng. Thì như clip trước cả nhà thấy thì quỷ cẩu và quỷ mắt đỏ cũng có giống như muốn tiến đến để hòng ăn thịt con, nói chung là muốn chiếm cái xác này. Nhưng mà vì cái lý do gì đó mà họ bị không làm được. Con nghĩ là có thể là họ không thể chạm thân xác con, giống như có cái gì đó nó giữ con lại. Nếu mà bằng không thì chắc có thể con nghĩ là có những cái điều tồi tệ đến với con. Cả nhà thấy thì rất là lạ, là con quỷ mắt đỏ này nó nhìn không, đến hiện tại là con không biết là quỷ mắt đỏ là nam hay nữ hoặc là như thế nào nữa. Tại vì nhìn con nhìn không có ra được cái hình dáng của người hay là ma hay là quỷ, hoặc là quỷ mắt đỏ đó là nam hoặc nữ, trẻ già nhìn con không có rõ lắm, chỉ thấy thấp thoáng từ xa thôi. Và hôm nay con đến thì con mong rằng con có thể cầu và hãy để cho con thấy rõ họ. Cái hôm mà trước cả nhà họ lôi con vào cái ngôi mộ thì lúc ấy thì con cũng không biết là ai, nhưng về coi camera lại con mới biết chính là quỷ mắt đỏ. Mà ngôi mộ mà xéo xéo bên đó thì có cùng cái tuổi với con, có nghĩa là cùng cái tuổi với con cả nhà. Cái tuổi đây là có nghĩa là cùng với cái mệnh của con. Con biết mình nhiều khi có thể họ hợp vía hợp mệnh rồi họ muốn bắt mình không chừng. Nhưng mà con đi đến đâu đi nữa, con cũng trước khi ra khỏi nhà con phát tâm với Phật, phát tâm với chư thiên
là phù hộ gia trì cho con đến nơi đâu cũng đều được gặp phước lành, gặp những điều tốt. Nhưng mà tại vì cả nhà biết là khi hương linh người ta mất đi, họ chết trong cái sự đau khổ, thì họ khởi dậy cái tâm xấu xa, độc ác nhất của họ, thì họ sẽ làm những điều khi mà sống họ chịu, chết đi họ giống như họ muốn trả những cái thứ đó cho trên dương thế, trả cho những người trên dương thế. Thì cả nhà ơi, con mời cả nhà trở lại để xem hôm nay cả nhà và con có thể làm được những gì và như tìm hiểu được những gì. Thì con cũng nói sẵn nó đây, thì tất cả ngôi mộ ở nơi đây thì con cũng xin phép gia chủ, nghĩa là chủ mộ, con chỉ đến đây con tìm hiểu, con không có đụng phá đến những ngôi mộ nơi đây của những ông bà, cũng như là con cháu. Mà nếu có coi mà thấy con có quay lỡ quay dính những ngôi mộ ở đây thì con cũng rất mong là quý cô chú cũng tha lỗi cho con. Thì con cũng không phải là đến để phá mộ hoặc làm gì đó ảnh hưởng, nhưng mà con chỉ đến để tìm hiểu và quay cho cả nhà xem thôi. Thì bây giờ cả nhà cùng theo bước chân con đến đây này, để xem hôm nay chúng ta có thể tìm hiểu được cái gì hơn nữa hay không, và biết sâu hơn là con quỷ mắt đỏ này như thế nào nữa hay không. Con mời cả nhà đi cùng con nghe cả nhà. Cả nhà, thì trời cũng đang bắt đầu sập tối và con cũng vừa đến đây. Ủa sao này bị cháy ta? Cái nhà chết bà không? Ủa, lúc con về là con dập lửa hết rồi mà cả nhà. Kỳ vậy? Cả nhà, con không hiểu sao mà ở đây nó cháy nè. Cả nhà, chẳng lẽ đây con coi thử cái còn chỗ nào cháy nữa không. Cả nhà, không, nó có cháy chỗ này không. Cả nhà, thì nó cháy con lõm nhỏ đó, mà con cũng biết tại sao cháy nữa. Hình như có người lên đây cúng. Cả nhà, bông mới nè, bông nước mới, bông nữa nè, bông, nói chung là về hiểu rồi, có nghĩa là người nhà, người thân gì đó lên đây đốt nhang và đem bông lên cúng. Đó, nó kìa cái mộ lớn đó, cả nhà thấy không nè, ở ngay đó cũng có bông mới đó, cả nhà thấy không. Nhưng mà tại sao mà lại đốt chứ? Trời, cháy lùm lum chứ cả nhà ơi. Quái gì dữ vậy? Đốt chi dữ trời? Cả nhà. Ôi. Có cháy nè. Ôi ơi. Cháy tới cái mộ ở trên luôn. Mà đốt gì kỳ vậy? Cả nhà. Ôi ơi. Chết chân mộ mà này ơi. Cái nha. Cháy luôn qua tới đây luôn. Và ngôi mộ này á là bị cháy nám ở trên ngôi mộ của người ta rồi. Quá vậy? Ai? Rồi con hiểu cả nhà. Con biết ở đây là vô tình hay cố ý thì mình không biết. Nhưng mà có thể là ai đó đã lên thăm mộ, xong là một á là đốt đồ cúng gió bay rồi gây cháy, cả nhà thấy này cháy lắm chừng. Hai nữa là họ đốt để giống như là họ muốn đốt để họ dễ mà mốt vài bữa nữa cả nhà đang nghĩ mộ nó dễ,
Nhưng mà đằng này nó cháy kiểu này là không được rồi. Cả nhà thấy không? Mộ mà cháy đến nỗi mà nám một cả mộ hết. Thì nếu mà dạng nếu mà chính người đốt đó là tính chính là người nhà thì không nói gì. Nhưng mà như vậy là nếu mà người khác thì người ta cự á. Cháy hết trơn, cháy qua tới đó luôn kìa cả nhà. Ồ, cháy bên đó trơn bên đó luôn. Hay là có thể là đốt bên đó rồi gió nó bay vô đây không ta? Ở đây nữa nè, ngôi mộ này nữa nè cả nhà. Cháy cũng xém hơn là ông cháy tới đây ông dừng. Phải mà cháy nữa thì chắc có thể là con nghĩ là nếu mà cháy nữa hết trơn cái khu này luôn. Không. Phải. Cả nhà thấy gì không cả nhà? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con xin chào Hương Linh. Hương Linh xuất hiện ở đây. Sao? Ai đến đây đốt gì vậy cô? Họ cố tình hay là vô ý thôi? Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Họ vô tình hay cố ý mà làm nên điều này vậy bà? Họ vô tình thế hả? Hả? Nam mô A Di Đà Phật. Bà ơi, thì hôm trước con đến đây, con cũng cúng kiến, con thấy lần nào bà cũng ra mà nhận hưởng hết trơn. Thì vậy con cũng muốn hỏi bà, cái vong linh đỏ đó, là tìm đến đây, hoặc là vong linh nó đang ngự ở đây vậy bà? Ở đâu tìm đến đây hay là đang ngự ở đây? Họ ngự trong đó hả? Nam mô A Di Đà Phật. Vậy là như bà nói là họ ngự trong cái thân cây này. Vậy họ tìm đến con để làm gì? Nam mô A Di Đà Phật. Bà ơi, bây giờ bà nghe lời con đi. Dù bà là loài vật, động vật, hoặc là bất kể là bà là hương hồn từ đâu đến và là gì đi nữa, thì trời Phật cũng hướng về tất cả những linh hồn. Nếu đã có tâm phát nguyện thì bà trời Phật cũng là giúp cho bà sớm được siêu thoát và tái sanh vào cái cõi khác chứ không phải là như vậy hoài. Thì con mong bà chị ý bà sao bà? Nam mô A Di Đà Phật. Ý bà là sao? Con không hiểu lắm. Bà muốn đuổi cái hương linh kia đi à? Dạ Nam mô A Di Đà Phật, con cũng không biết hương linh kia là có làm điều gì Phật lòng với bà hay không. Cái chỗ này của bà, bà muốn đuổi họ đi à? Con cũng không phải ở đây, con đến đây thì con biết là một phần con cũng đã làm phiền bà. Nhưng mà con cũng mong rằng là nếu có hữu duyên với hương linh nào thì con sẽ giúp cho hương linh đó được sớm ngày về với cõi Phật, hoặc là ít ra được vãng sanh về cõi khác. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ về đi, con đem đồ đến con cúng kiến cho bà với vong linh kia. Bà muốn chỗ này là của bà thôi. Con cũng không biết làm sao nữa, nhưng mà
vốn dĩ ở đây có rất là nhiều hương linh. Bà kêu con bắt nó đi. Bà bắt được, bà đuổi được, bà đuổi đi chứ con không có khả năng đó. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, chư quan cô thần, chư vị sơn thần đất đai nhân dịch ở đây. Ở đây thì tôi con không biết là hương linh quỷ mắt đỏ đó và bà ở đây như thế nào, nhưng mà cũng phát nguyện nếu mà tất cả chúng sanh cũng như là những vong linh đau khổ nào đó còn cái sự giúp đỡ của con và phát tâm niệm Phật mà muốn theo con về tu tập hoặc là muốn vào chùa gì đó, con sẽ gắng cố gắng giúp đỡ cho hương linh đi. Nhưng mà con mong rằng là hương linh phải hiểu rằng là con đến đây với cái tâm thành kính, không mong muốn những điều gì xấu xa để gây ảnh hưởng đến hương linh. Vậy cái quỷ, cái vong linh đó, hiện giờ là ở trong cái thân cây đó, hai đỡ ở đâu? Phải. Nam mô Di Đà Phật. Hương linh ơi, hôm nay tôi đặt chân đến đây thì cũng không có gì gọi là gây ảnh hưởng đến hương linh. Tôi đến đây cầu mong giúp đỡ hương linh sớm ngày siêu thoát và cầu mong cho hương linh có thể phát tâm theo hướng tốt để sớm được siêu thoát nơi đây. Dạ, con không có đuổi không được, họ có chịu phát. Bà ơi, con biết sao giờ, con đâu có cách nào đuổi họ được. Nếu mà con đuổi được thì, mà cho dù mà con đuổi được, con không đuổi nó giống dĩ rồi, con đuổi họ, họ đi về đâu đây? Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Wow. Cả nhà. Bà ta muốn con đuổi cái vong linh kia đi, mà làm sao con đuổi được đây? Tại vì cái nơi họ ở mà, mình đến đây giống như là họ kêu mình, bà kêu con để đuổi cái vong kia đi đặng cho bà ngự đây một mình. Nhưng mà ở đây chắc con nghĩ nhiều lắm. Nam mô Di Đà Phật. Ai mà đi đốt kiểu này thì chết rồi. Cả nhà. Đốt con này cháy hết trơn luôn từ đây mà. Cháy hết con này, cháy về qua đó luôn, mà cháy đặc biệt cái ngôi mộ này nè cả nhà. Cái ngôi mộ này là nếu mà gia chủ mà không đồng ý là cũng ấy, cái này lao ra không ta? Ừ, hết ra luôn cả nhà, cháy hư luôn cái ngôi mộ này. Tại sao mà để đốt như vậy cũng khổ. Cháy quá nhiều luôn. Cháy vòng qua mộ rồi mà mộ đó. Cháy cũng không có đến nổi. Nam mô Di Đà Phật. Cả nhà. Cả nhà nghe tiếng gì không? Nam mô Di Đà Phật. Hương linh ơi, thì tôi biết ở đây á thì hai hương linh đang tranh giành cái nơi ở này. Nhưng tôi biết rằng là nơi đây không phải là riêng của ai. Thì ai cũng có thể ở. Tại vì hương linh thấy đó, ở đây có rất là nhiều mồ mả ông bà của người ta đặt ở đây.
và đâu phải riêng là của ai đâu, cho nên thôi thì Hương Linh hãy cùng nhau hưởng chung cái chỗ ở này, đừng cố gắng tranh giành để làm những điều xấu tội ác ở đây làm chi. Được thì tôi cúng, nếu mà đến đây mỗi lần đến thì tôi cúng tất cả những Hương Linh chứ không phải là ưu ái cho ai cả, được không? Hãy cùng nhau ở nơi đây, cùng nhau chia sớt những cái phước cái lành này, được không? Ở đây cũng gần cuối năm rồi, người ta sớm muộn là ở đây người ta sẽ rảy mộ và làm những điều nói chung tốt để cho những mồ mã ở đây, chắc chắc chắn là sẽ đụng chạm đến hương linh. Vì vậy bây giờ tôi nghĩ các hương linh đó, nếu mà vậy thì kiếm chỗ nào ở, đừng đừng có làm những điều như vậy nữa, làm ảnh hưởng đến người dân cũng như là làm ảnh hưởng đến, nếu người ta biết á quý vị xuất hiện ở nơi đây thì người ta lại người ta làm những điều gây hại cho quý hương linh thì sao? Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà hương linh có cái tâm hướng thiện thì nghe lời tôi đi. Quải cả nhà bên đây nữa nè, con vừa thấy cái gì lấp ló ra đây. Nam mô A Di Đà Phật. Ông bà ở đây thì con tất cả những hương linh đây này gì trời, cả nhà con nghe như ý là có cái gì đang động đậy dưới này. Cái gì ta? Đó. Mua gì rồi ông ơi, ông ơi, con nó mua gì vật, nó mua dữ dằn lắm. Nam mô A Di Đà Phật.
Bà ơi, liệu ở đây còn hương linh nào thành tinh nữa ở đây nữa đúng không? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi bây giờ con hôm nay con cũng không có gì, chỉ mong rằng là xíu nữa đây con cúng bàn cúng ở đây rồi con về, con không có dám làm phiền gì hết đến hương linh nhiều. Con rất mong bà cúng ở đó cho bà. Với Phật, ý bà sao con không hiểu lắm. Cúng gì đó, cúng ở đây. Dạ, một mình mà thôi. Con cúng để đó rồi tất cả đến. Ý bà là muốn một mình bà. Con muốn cúng cho tất thể những hương linh nơi đây. Vậy con muốn cúng một bàn riêng cho bà, rồi con cúng cho một bàn cho tất cả những hương linh đây được không? Chứ bà muốn hưởng ơn ở đây biết bao nhiêu vong linh thì con đâu thể nào mà. Thì sao trời? Chứ bà Hoa, Nam Mô A Di Đà Phật. Cúng mình bà. Nam Mô A Di Đà Phật. Hương linh ơi, thì nếu được thì hương linh cũng cho con thấy hình hài của hương linh một cách rõ nét nhất. Chút nữa đây con bày cái lễ cúng ra chỗ này á, con mong nếu mà được thì hương linh hãy đến và hưởng những món đồ cúng này. Con cúng đây cho tất cả những hương linh, không phải riêng của ai. Bà có bà hoặc ông gì đó có muốn hưởng thì đến hưởng nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà muốn hưởng thì bà đến hưởng để con cúng đây rồi cho tất cả cùng dùng chung nha bà. Cả nhà con sẽ để con cúng cái bàn cúng chỗ này quá. Chỗ này đi. Gai quá gai, không biết sao đi. À, để con quay ngược qua camera qua đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con cúng trong này. Nam Mô A Di Đà Phật.
Lúc vô con tưởng đâu à, ai đến đây á, con bữa hổm con tưởng đâu, con cúng xong con về cái sót là cháy cái gì mà không phải, cái này có người đốt cả nha, có người đốt rõ ràng. Cả nhà đây con đi xin ba nén hương cái cả nhà. Ba nén hương để con thắp lên mới được. Chết, hôm nay quên đi quên lấy hương thuốc luôn. Ủa? Chết rồi. Không còn cây nào hết chứ. Này đi mà quên coi nữa trời. Hôm qua con đi là hết hương rồi mà tới bữa nay mới coi lại nó quên thuốc. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Đất Đai Nhân Trạch tới đây. Cho con xin phép mượn cái mảnh đất này để con cúng một đồ cho hương linh. Con rất mong Chư Vị Đất Đai Nhân Trạch Thổ Thần Thổ Địa ở đây thì hãy cho hương linh đến đây được hưởng. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Ồ, bể chứ không ta. Sao đây nha.
Nam Mô Di Đà Phật. Để con đặt cái máy này nó cao lên chút cái nha. Nha. Cô để cái máy đây, con gờ đi nha cả nhà. Mít lại đi. Nó mua gì được rồi.
Ah!
Ủa, nhà ơi. Ủa, sao cái chung này nó đổ rồi nào vậy? Bây giờ nóng. Quái. Cái này nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Cả nhà, con không biết cái này là lý do gì nó đổ mà. Nóng quá. Không mở cái đèn lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cả nhà ơi, thì con chắc là con thật sự cả nhà cảm nhận, con cảm thấy giác, cảm giác như là có cái điều gì đó đang chực chờ ở đây, cho nên con dám đi tối. Giờ này thì con sẽ về. Thì hôm nay thì có thể video của con tạm thời kết thúc tại đây cả nhà. Con sợ kéo dài về khuya nữa thì sẽ có những điều gì đó nó không may đến với con. Cho nên con thật sự hôm nay con cảm giác thấy lo âu trong người cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông bà ơi, thì đây con cũng cúng kiến tất thể những hương linh đây rồi. Thì phần sót lại con xin rải ra cho các loài động vật kiến mũi dán nó đến đây nhận. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này để ngủ con đem ra khi đốt coi nha. Ở đây con không dám đốt nữa. Đốt thì chưa biết họ nhận được không, chứ thấy sợ cháy này gây ảnh hưởng lắm. Như thêm phần cả nhà thấy con không biết tại sao mà người ta lại đốt như vậy. Đốt vậy cháy kiểu đó là chết. Con cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của con. Con hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cả nhà.